Hôm nay mình muốn phát biểu hai công ty. Đầu tiên là mình sẽ xin phát biểu về P&J ạ. Các bạn có nghe thấy mình nói và thấy slide màn hình của mình không ạ? Có anh ạ. À, dạ vâng ạ. Thế mình xin được bắt đầu luôn để tiết kiệm thời gian của mọi người ạ. Đầu tiên là mình xin trình bày về tổng quan của P&J. Hầu hết các bạn đều biết rồi là P&J được thành lập năm 88, thì đầu tiên vốn là doanh nghiệp nhà nước nhưng sau đấy đã được cổ phần hóa và năm 2009 thì được niêm yết trên sàn sàn HOSE. P&J thì hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bán lẻ trang sức vàng bạc đá quý. Theo báo cáo mới nhất của tháng 10 năm 2022 thì P&J có 358 cửa hàng hoạt động trên 5 năm trên 63 tỉnh thành, hầu hết đấy, ở Việt Nam là đầu đã phát triển các cái cửa hàng mạnh đến cả nước, và chủ yếu để P&J thì là có 336 cửa hàng về gold. Thế còn ngoài ra thì có một số cửa hàng về silver hoặc crown hoặc style hoặc watch. Những cái cửa hàng này thì số lượng đều khá nhỏ nhưng mà hoạt động theo phương thức là shop in shop, tức là trong một cái cửa hàng to thì họ có nhiều cửa hàng con và họ có thể tận dụng được cái khả năng có những cái shop mà thực tế và phát triển được nhiều 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 cửa hàng trong cùng một cái shop. Cái này thì mình sẽ nói thêm vào lúc sau về cái khoản công nghệ thì làm sao họ làm được cái này thì mình sẽ trình bày thêm, nhưng mà đây là chỉ tổng quan về P&J. Một điều đáng chú ý là các bạn hãy nhìn vào bên tay phải là những cổ đông quan trọng. Cái thông tin này mình lấy được ở trên mạng nguồn tham khảo, và các bạn xem những cái đánh dấu màu vàng này này. Những cái này là chủ tịch của P&J là bà Cao Thị Ngọc Dung, thì hầu hết mọi người đã biết ở đây rồi. Thế nhưng mà những người màu vàng này là những người liên quan, trong đó có ông Cao Ngọc Duy này là em trai của bà Cao Thị Ngọc Dung, và ba người họ Trần này là ba cô con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung. Họ tổng số lượng cổ phần họ nắm giữ là khoảng hơn 15%. Thế một điểm đáng chú ý nữa là mình rất hay để ý đến những cái cổ đông lớn của các công ty, và mình nhận thấy là P&J thì ngoài những cái cổ đông liên quan đến ban lãnh đạo như là hội đồng quản trị, hay là ở bên dưới này có cả tổng giám đốc, anh Thông cũng 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 nắm một lượng nhỏ cổ phần nhé. Thì những cái người mà ban lãnh đạo là nắm một lượng cổ phần. Ngoài ra mình hay để ý đến là những cái quỹ, ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cả những cái quỹ Việt Nam và những cái quỹ nước ngoài thì họ đều nắm giữ cổ phần của P&J. Cái điểm này là mình muốn nêu ra, là tại vì hầu hết là những cái quỹ, cả quỹ ngoại mà quỹ nội mà họ đều nắm nắm giữ cổ phần này, thì họ sẽ làm cho cái công ty ấy nó có mang tính chất minh bạch hơn. Những cái cổ đông này họ tham gia vào thì họ sẽ yêu cầu cái doanh nghiệp ấy là, thứ nhất là họ nhìn vào cái doanh nghiệp nó tốt thì là một cái điều thì họ mới đầu tư. Cái thứ hai là nó sẽ giúp được cái doanh nghiệp nó có hoạt động mà minh bạch và rõ ràng hơn. Thì cái điểm này là một cái điểm mà mình rất hay xem, cho nên mình muốn muốn chia sẻ cùng các bạn. Theo cái format mà Phục có chia sẻ với cả mọi người ấy, là cái này mình làm hơi giống cái format mà có một anh ấy làm về công ty nước này, BWE này, thì mình làm cũng khá là giống theo cái format của bạn đấy, mình học theo cái bạn đấy mà mình làm. Thì đầu tiên là cái phân tích PES, cái này là có bốn yếu tố về chính trị, kinh tế và xã hội, thì mình xin nói qua. Thứ nhất là về chính trị, politics, thì cái này là tình hình kinh tế chính trị, tình hình chính trị của Việt Nam mình rất là ổn định so với cả các nước ở trong khu vực. Ví dụ như là Thái Lan thì liên tục đảo chính và liên tục các cái đảng phái họ tranh đấu rất là quyết liệt. Nhưng cái hay là Malaysia cũng vậy, họ cũng có khá là nhiều điều kiện để phát triển kinh tế tốt, nhưng mà ngược lại là họ là chính trị không ổn định, cho nên là rất là nhiều những cái nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ rất là lo ngại về cái tình hình chính trị này. Cho nên Việt Nam mình chính trị ổn định sẽ giúp được cái kinh tế phát triển nói chung, và khi mà kinh tế phát triển thì là nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành bán lẻ nói riêng và đặc biệt là ngành bán lẻ trang sức. Nhưng về mặt kinh tế thì các bạn biết được rồi, dù năm nay hoặc là kinh tế khá phát triển vào sang năm thì là vẫn có một số nhiều dự báo là sẽ khó khăn. Thế nhưng mà nhìn chung trong một cái giai đoạn dài thì kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển rất là mạnh. Điều này sẽ giúp cho cái thu nhập khả dụng, các bạn chú ý là cái thu nhập khả dụng mình nhé. Cái này là thu nhập sau khi trừ đi các cái nhu cầu thiết yếu, ví dụ như là thu nhập của gia đình là 5.000 đô thế mà trong một năm, thế nhưng mà nhu cầu thiết yếu chỉ là 3.500 đô, thì cái phần chênh lệch là 1.500 đô đấy, cái phần đấy là cái phần dôi ra, thì người ta sẽ phát triển, người ta sẽ nhiều cho tiêu dùng, mua sắm hoặc là đầu tư, thì cái phần thu nhập khả dụng này nó càng ngày càng tăng, nó sẽ góp phần không chỉ là ngành bán lẻ phát triển đâu, mà còn những ngành như kiểu là chứng khoán chẳng hạn này, mình cũng thấy là nó sẽ phát triển theo. Thế ngoài ra cái xã hội ấy, thì ngày trước thì hầu hết là cái vàng, vì là P&J kinh doanh về vàng trang sức đá quý, cho nên là ngày xưa thì xã hội Việt Nam mình thường chủ yếu là dùng vàng để tiết kiệm.
Thế nhưng mà hiện tại thì là cái tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, và đặc biệt là cái giới trẻ họ thích làm đẹp này, họ họ muốn thích làm đẹp, họ muốn chứng tỏ bản thân mình so với cả những người khác. Cho nên là cái vàng bán lẻ trang sức này, đặc biệt là những cái ngành mà những cái sản phẩm mà có thương hiệu, thì họ sẽ được thuận lợi trong trong cái xã hội thay đổi này. Về mặt công nghệ thì là cái phần này mình cũng muốn nói thêm là hầu hết các bạn, rất nhiều bạn đã biết rồi, thì là công nghệ của P&J thì họ có đưa vào áp dụng chuỗi quản lý ERP, tức là cái quản lý cái resource của doanh nghiệp ấy, thì họ dùng hệ thống để họ quản lý. Nên ngoài ra họ làm những cái dùng công nghệ để quản lý cái chuỗi vận hành cái transportation của trong trong cái chuỗi chuỗi của họ, để họ làm giúp cho tăng cái tối ưu hóa cái hoạt động của các cái shop. Một cái hình thức mà rất là nhiều bạn cũng nói đến là cái hình thức OMO, tức là online to offline. Họ sẽ cho người ta xem trên 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 web trước, thế xong sau đấy thì đến cửa hàng thì mới xem trực tiếp, thì họ có thể hẹn được giờ và đến trực tiếp, dẫn đến là khách hàng thì cũng không phải đợi chờ đợi lâu, và họ có thể xem được khá là thoải mái. Đồng thời thì vì là dùng công nghệ như vậy cho nên là khách hàng sẽ không đến quá đông cùng một lúc chẳng hạn, thì dẫn đến là họ có thể làm được những cái shop in shop ấy, như lúc nãy mình vừa nói đấy. Thì những cái này để chứng tỏ cái mình nói qua về cái test này, thì hầu hết tất cả mọi yếu tố đều chứng minh là P&J rất là tốt. Cái này là cái triển vọng ngành bán lẻ, thì mình có lấy thông tin từ các trang web và ngay cả báo cáo thường niên của P&J thôi. Thì cái này là ngành bán lẻ nói chung ấy, thì là các bạn có thể nhìn thấy ở đây, thì là do Covid thì đến năm 2021 thì tổng cái bán lẻ này nó đã bị giảm đi so với năm 2020. Nhưng mà một điều đáng chú ý là cái màu vàng này này, cái chỗ này là thương mại điện tử và những cái kênh bán lẻ hiện đại. Cái phần bên dưới này các bạn có thể nhìn thấy là nó vẫn tăng, và đặc biệt là cái thương mại điện tử, cái e-commerce này thì nó còn tăng rất là nhiều. Thì chứng tỏ là cái xu hướng mà chuyển đổi sang bán lẻ hiện đại và bán lẻ online thì P&J đã chớp được cái xu hướng này và đang làm cái này cũng rất là khá là tốt. Nhưng mà nhìn chung ấy thì là cái tỷ trọng này vẫn còn rất là thấp so với cả khu vực, cho nên là cái này chính là một cái vì còn thấp cho nên là nó sẽ còn nhiều triển vọng trong tương lai, và cái việc cái cách tiếp cận của P&J mình nghĩ rất là hợp lý. Cái này mình có thông tin thêm về cái chuyện lúc nãy là nói về cái thu nhập khả dụng của hộ gia đình ấy nhỉ. Thì càng tăng cái này thì nó sẽ giúp ích cho ngành bán lẻ và kinh tế nói chung ấy, tiêu thụ và tiêu dùng hay là cả chứng khoán nói chung ấy. Thì đây là cái số liệu từ từ bên BSC thì họ cung cấp. Thì mình có xem thì sau Covid thì mặc dù là cái thu nhập khả dụng nó cái mức độ tăng trưởng của nó chậm đi, nhưng mà so với cả nhưng mà nó vẫn tăng khá là nhanh. Các bạn có thể nhìn thấy cái tốc độ tăng trưởng nó rất là nhanh. Tiếp tục thì cái này thì cũng nói thêm về cái thương mại điện tử và online thôi. Thì các bạn có thể thấy là sau khi mà hết giãn cách xã hội, tức là hết Covid ấy, thì là các cái kênh bán lẻ các cái kênh bán lẻ khác là có xu hướng là giảm chậm lại. Nhưng mà đối với ngành với bán lẻ online, cái màu này này, sau giãn cách xã hội thì họ vẫn 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 tăng khá là ổn định. Cho nên là cái việc mà bán lẻ online này này, sau này nó sẽ càng ngày càng càng phát triển, và mình support thêm cái ý lúc nãy mình nói là P&J thì là họ họ đang tiếp cận theo cái phương thức mà bán lẻ online này là khá là hợp với cả xu hướng, hợp với cả vận động của xã hội. Còn đây là về nói về ngành bán lẻ trang sức nói riêng, thì cái này thì mình chủ yếu mình tham khảo từ kênh YouTube của Azerfin thôi. Thì cái này cũng hầu hết các bạn cũng đã biết rồi, cho nên là mình xin được phép bỏ qua. Thế nhưng mà mình nói cái điểm chính nhất ấy, thì là mình nghĩ cái điểm chính nhất ấy là cái lĩnh vực bán lẻ hiện tại là nó rất là bán lẻ trang sức là rất là phân mảnh. Thật ra là P&J chỉ chiếm khoảng 25% thị phần thôi, và ngoài những công ty khác thì nó rất là nhiều. Nhưng mà chính vì cái sự phân mảnh này cho nên mình nghĩ là P&J có nhiều cái cơ hội, có nhiều cái triển vọng để có thể phát triển tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Tiếp theo đây là cái SIPOC về lợi thế cạnh tranh của P&J. Thì các bạn có thể nhìn vào từ đầu vào đến sản xuất, đầu ra đến khách hàng. Đầu vào nó là vàng miếng, đá quý nhập từ nước ngoài, được chế tác bởi những nghệ nhân của P&J. Và đầu ra là vàng bạc đá quý trang sức. Khi P&J này bán đến những cái khách hàng trực tiếp là người dân Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp trung lưu. Thì từ nhìn cái đầu vào đầu ra này thì mình có thể nhìn thấy được cái lợi thế cạnh tranh của P&J ở chỗ nào.
Đầu tiên là đầu vào. Ở chỗ này thì các bạn có thể thấy là PNJ ấy thì là rào nhập cái rào cản gia nhập ngành ấy nó rất là nhỏ, tại vì là giấy phép nhập khẩu vàng là bị giới hạn, cái này nhà nước không không cấp cho nhiều vào doanh nghiệp, cho nên rào cản gia nhập ngành rất là khó khăn. Thế cái việc sản xuất này thì là PNJ có một cái đội ngũ tay nghề cao hàng đầu, những cái người nghệ nhân của PNJ có nhiều người được coi là bảo vật của quốc gia luôn, cho nên là cái đội ngũ mà nghệ nhân của PNJ chính là một cái thế mạnh rất lớn, những cái mà mình in đậm này nên là những cái thế mạnh lợi thế cạnh tranh rất là mạnh mẽ của PNJ. Thế cái tiếp theo là cái việc mà sở hữu cái chuỗi bán lẻ lớn độ phủ cao. Cái này là lúc nãy mình có nói là có 55 trên 63 tỉnh thành ấy là có chuỗi bán lẻ của PNJ. Thế ngoài ra họ vận dụng cái công nghệ rất là tốt mình nói lúc nãy thì nó có thêm cái việc này nó làm tối ưu hóa các hoạt động và tăng sự tăng cái sự trải nghiệm và độ hài lòng của khách hàng. Ngoài ra thì là cái chuỗi bán lẻ của PNJ nó còn có thêm cái là thương hiệu. Cái thương hiệu này ấy, thì là người ta sẽ quay lại, người ta sử dụng dịch vụ của PNJ rất nhiều lần, nó cái repeat rất là nhiều lần. Thì đây là những cái thứ lợi thế cạnh tranh mà mình nhận ra từ cái việc phân tích đầu vào đầu ra của PNJ. Tiếp theo là mình phân tích về cái Firefox. Cái này thì thật ra thì nó cũng liên quan nhiều đến cái lúc nãy là cái Spoke ấy, cái để tìm ra những cái lợi thế cạnh tranh của PNJ. Nhưng mà cái này thì phân tích theo cái framework là tên là Firefox này. Thì cái thứ nhất là mối đe dọa từ những cái đối thủ mới, tức là những cái mà rào cản để gia nhập cái ngành này ấy. Thì như mình nói vừa nãy thì là rào cản gia nhập mà ngành này là hơi cao, khi mà cần phải có giấy phép để cấp phép để nhập vàng từ nước ngoài, đồng thời là cần phải có đội ngũ thợ kim hoàn lành nghề. Cái này thì rất là khó, thường là rất là ít, cho nên là mối đe dọa từ các đối thủ mình đánh giá là thấp. Thứ hai là quyền lực của nhà cung cấp. Cái này là tức là những cái nhà cung cấp bán nguyên vật liệu cho PNJ ấy, thì là có rất là nhiều nước cô có thể cung cấp vàng bạc và đá quý, cho nên là mình nghĩ cái này cũng là thấp. Cái tiếp theo là cái quyền lực của khách hàng. Cái này là tức là khách hàng có nhiều sự lựa chọn những cái sản phẩm khác hay không, họ có thể thay đổi những cái hãng hay khác hay không, thì theo mình thì cái này là nó có rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên những cái người mà họ muốn khẳng định cái đẳng cấp và thương hiệu cá nhân thì họ phải chọn những cái vàng bạc trang sức đá quý mà có thương hiệu, thì cái này hiện tại ở Việt Nam nó không nhiều. Có thể là đi ra nước ngoài thì họ sẽ có thể nhiều hơn, nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì họ không nhiều. Cho nên tuy nhiên vì là khách hàng có thể chọn lựa nhiều cái khác nhau cho nên mình vẫn đánh giá cái này là cao. Tiếp theo là sự cạnh tranh trong ngành. Vì ngành bán lẻ thì là rất là phân mảnh, cho nên theo mình thì là cái sự cạnh tranh rất là cao. Nhưng mà vì là PNJ vượt trội vào thương hiệu về 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 thương hiệu, về đội ngũ kim hoàn, về khả năng áp dụng công nghệ, cho nên là PNJ đang có cái vị thế rất lớn trong cái ngành này và có cái lợi thế cạnh tranh rất lớn trong ngành bán lẻ trang sức đá quý này. Về cái nguy cơ về sản phẩm dịch vụ thay thế thì theo mình cái này là thấp. Tại vì làm sao là thấp, là tại vì là trong cái lĩnh vực này thì có là khá nhiều công ty, nhưng mà PNJ có cái lợi thế cạnh tranh, có cái thương hiệu, cho nên là những cái nguy cơ về sản phẩm và dịch vụ thay thế theo mình là thấp. Tiếp theo là về đánh giá về ban lãnh đạo của PNJ. Cái này có rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng cho nên mình cũng tìm hiểu được. Cái này mình nghĩ là một cái trong những cái mà quan trọng nhất ý, là cái sự chuyển giao thế hệ thành công của PNJ. Cái này là rất là quan trọng, tại vì rất là nhiều doanh nghiệp, các bạn có thể thấy những doanh nghiệp hoặc là những công ty như kiểu là Trung Quốc chẳng hạn ấy, họ gọi là thế hệ thứ hai, gọi là họ gọi là phú nhị đại, tức là những cái người mà con của những cái người mà khởi nghiệp ấy, thì họ đều gặp một cái vấn đề là những cái người đấy họ không không thể chèo lái được con thuyền để doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Đây là bà Cao Thị Ngọc Dung là chủ tịch, còn đây là anh Thông là giám đốc. Thì các bạn để ý là bà Cao Thị Ngọc Dung hiện tại là 67 tuổi và anh Thông là hiện tại mới 42 tuổi, tức là họ tranh nhau 25 năm, họ chuyển giao được một thế hệ, và hiện tại là PNJ đã thành công trong việc là chuyển giao được thế hệ lãnh đạo và để anh Thông trở lái cái con đường con tàu PNJ tiếp theo. Cái dòng ở trên cùng này thì chính là bà Cao Thị Ngọc Dung đã đánh giá về 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 anh Thông, tức là bà cho rằng là thế hệ trẻ lãnh đạo và đặc biệt anh Thông là có đủ trí thức và có thể dẫn dắt PNJ đến với thành công để theo kịp cái nhu cầu của thị trường và xã hội. Thế ngoài ra mình đánh giá một cái thêm nữa là trong cái lúc mà xảy ra Covid ấy, thì là PNJ đã làm rất là nhiều thứ, trong đó có những cái mà hỗ trợ cho nhân viên, hay là họ còn hỗ trợ cho xã hội
qua những cái việc làm những cái gọi là siêu thị không đồng, không biết các bạn có xem hay không, nhưng mà mình thấy được là P&J họ làm những cái như vậy, và mà mình thấy được cái tâm và cái tầm của những người lãnh đạo của P&J, cho nên là mình rất là thích cái ban lãnh đạo của P&J này. Đối với sự ứng dụng cái công nghệ thì vừa nãy mình có nói về cái ERP, cái này là Enterprise Resource Planning, tức là những cái mà họ quản trị những cái nguồn lực của trong công ty bằng công nghệ. Thế ngoài ra thì họ có hiện tại là cái trang web của họ họ cũng dùng cái công nghệ AWS. Cái này là chủ yếu là cái gọi là cloud, thì cái này nó hay ở cái gì là khi mà nếu mà đông người dùng thì là có thể nó tự động nó tăng cái số lượng máy chủ lên, làm cho mọi người có thể truy cập được quá tốt. Thế nhưng mà lúc mà giảm thì nó cũng tự động giảm, cho nên là nó tiết kiệm được cái chi phí và cho doanh nghiệp, và đồng thời nó cũng làm cho không có xảy ra tình trạng nghẽn mạng, tức là khi mà mọi người đông quá mà vào cập nhật trang web ấy, thì nó tự động nó tăng cái số lượng server lên, nó sẽ giải quyết được những nhu cầu đấy. Thì tất cả những cái ứng dụng công nghệ này nó đều làm mục đích là tối ưu hóa cái hoạt động của công ty và tăng cái sự trải nghiệm của khách hàng, sự hài lòng của khách hàng. Cái tiếp theo là về hành động về quyền lợi cổ đông, thì cái này mình có xem là lịch sử thì họ đều trả cổ tức bằng tiền hàng năm khoảng 10 đến 20% một năm. Tuy nhiên là P&J cũng có chia cả cổ phiếu ESOP, tuy nhiên cái này là cũng không lớn lắm, cho nên là mình nghĩ là cũng không 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 quá đáng quan tâm. Tiếp theo là cái thứ tiếp theo là về cái việc sử dụng nguồn vốn, thì cái trong 5 năm gần đây thì mình thấy P&J cực sử dụng nguồn vốn khá là hợp lý để mở rộng sản xuất kinh doanh, họ khá là ít dùng đòn bẩy. Thế nhưng mà một phần thì theo mình nghĩ là năm khoảng tầm năm 2014, 2013, 2014, tức là P&J là đầu tư mở rộng sang cái ngành nó không 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 hợp, không đúng cái của P&J. Họ đầu tư vào ngân hàng, hồi đấy là cái ngân hàng Đông Á, thì tổng giám đốc là chồng của bà chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung này, và sau đấy ông ấy bị đi tù. Thì sau cái vụ đấy thì P&J cũng dính một trường, thế nhưng mà sau đấy thì họ cũng bật trở lại, và họ cũng không tham gia những cái ngành mà nó không thuộc cái lợi thế cạnh tranh của P&J nữa. Cho nên sau đấy thì mình thấy là họ sử dụng cái nguồn vốn hợp lý hơn và không làm những cái thứ giải ra như như vậy nữa. Tiếp theo là văn hóa của công ty, thì cái việc mà mình rất là thích là cái sự minh bạch của công ty này. Thì họ cùng với một số ít các cái công ty Việt Nam là họ có báo cáo hàng tháng và họ cung cấp thông tin rất là đầy đủ. Thì một trong những cái việc này là mình nghĩ là do rất là nhiều quỹ nội và quỹ ngoại họ đã tham gia. Không biết là vì là quỹ nội quỹ ngoại tham gia hay là vì là họ thấy như vậy cho nên họ tham gia, nhưng mà đều thấy được là cái văn hóa minh bạch của công ty. Họ đoàn kết nỗ lực trong Covid, thì các bạn có thể xem thêm những cái thông tin này rất là nhiều. Một cái thứ hai nữa là cái việc mà họ thu hút nhân tài, cái này thì không biết các bạn có để ý không, nhưng mà trong ban quản trị của P&J thì có một bà hình như là tên là Tiêu Tiêu Viễn Trinh, thì bà này ngày xưa thì là vốn là làm cho công ty về quản lý nhân sự, thì hiện tại bà này đang làm thành viên độc lập của hội đồng quản trị, thì họ sẽ giúp P&J có thể tuyển chọn được nhiều những nhân tài để phù hợp cho công ty. Và cái việc mà họ liên tục tối ưu hóa cái chuỗi sản xuất hay cung ứng này thì nó thể hiện qua những cái việc làm như vậy, cho nên mình đánh giá cái ban lãnh đạo của P&J rất là tốt, và mình có thể dùng hai chữ là ổn ổn trọng và tài năng. Ổn trọng để nói về bà chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, và tài năng để nói về anh Thông là tổng giám đốc. Nói rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ nói thêm về cái phân tích báo cáo tài chính. Đây là cái đầu tiên, tức là về sức khỏe tài chính. Thì các bạn có thể nhìn tổng thể ở đây, vốn chủ sở hữu của P&J liên tục tăng sau đến tháng 9 năm 2002, thì so với cả năm 2008, tức là chưa được 4 năm, thì các bạn có nhìn thấy vốn chủ sở hữu đã tăng gấp hơn 2 lần. Và đồng thời là hàng tồn kho của P&J các bạn có thể nhìn thấy được. Cái này là rất quan trọng đối với chúng ta đã học là về đối với ngành bán lẻ, thì là cái có mở rộng sản xuất hay không thì chính là việc kinh doanh hay không chính là cái việc hàng tồn kho. Và các bạn có thể thấy ở đây hàng năm thì hàng tồn kho của P&J tăng rất nhanh, chỉ có riêng năm 2000 thì là gặp Covid cho nên là nó bị giảm, nhưng mà nói chung nhìn chung thì cái xu hướng nó là tăng. Và các bạn có thể thấy đồng thời là sau tháng 9 năm 2002 so với 2022 so với cả năm 2018 nó đã tăng gấp gần 2 lần. Và cái việc này là hàng tồn kho có một cái là đối với ngành bán lẻ là mình rất là sợ, mọi người rất là sợ đấy là bị bán ế, nhưng mà các bạn có thể thấy là kết quả kinh doanh của P&J thông qua lợi nhuận ròng thì các bạn đều có thể thấy là P&J là vẫn tăng trưởng lợi nhuận rất là tốt. Cái bên sau mình sẽ show cho các bạn xem, thì điều đó chứng tỏ là P&J là doanh nghiệp bán lẻ và vẫn liên tục tăng trưởng. Thế các cái thông tin khác thì các bạn có thể xem ở đây đánh giá những cái yếu tố mà chúng ta đã học được học.
thì ví dụ như là cái nợ vay trên vốn chủ sở hữu, cái nợ vay đặc biệt là cái nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu, các bạn có thể thấy đến tháng 9 năm 2022 thì cái tỷ lệ này chỉ còn 2,05%, cái tỷ lệ này rất là thấp. Thì điều này thì có thể được thực hiện, thứ nhất là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do kết quả kinh doanh của VNJ trong 9 tháng năm 2022 rất là tốt, cộng với cả việc mà VNJ có mới phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ. Điều này làm cho vốn của VNJ rất là dày, và cái lợi vay dòng này nó thấp thì nó sẽ giảm cái ảnh hưởng của việc tăng lãi suất gần đây đối với doanh nghiệp. Đồng thời các bạn có thể xem cái tỷ lệ chiếm dụng vốn ở đây. Cái thông tin này rất là mình đánh giá rất là quan trọng, và các bạn có thể thấy đây tỷ lệ này rất là cao. Nói chung là trung bình có thể tính được khoảng đến 6-700%. Điều này chứng tỏ việc là P&J là có một cái lợi thế cạnh tranh, vị thế rất là lớn, có thể chiếm dụng được rất là nhiều vốn với tỷ lệ rất là cao như thế này. Đồng thời các bạn có thể xem ở đây là cái chi trả cổ tức, thì các bạn có thể thấy là chi trả cổ tức ngày càng tăng. Cái điều này là nó cái thông tin cụ thể hơn về cái việc mà mình lúc nãy mình có chia sẻ chia tạo cổ tức bằng tiền 10 đến 20% một năm, và đồng thời là cho có chia cả cổ tức bằng cổ phiếu. Tiếp theo là về cái kết quả kinh doanh, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là trừ có thời gian Covid thì là cái lợi nhuận ròng bị giảm một chút, chứ còn nói chung là cái doanh thu và lợi nhuận của P&J đều tăng trưởng theo hàng năm. Đặc biệt là các bạn có thể nhìn xem đây là sau 9 tháng năm 2022 thì riêng 9 tháng năm 2022 đã vượt so với năm 2019, tức là lúc trước Covid. Điều đó chứng tỏ là cái sự bận lại mạnh mẽ của P&J. Đồng thời các bạn có thể xem một cái tiêu chí nữa là cái tiêu chí về ROE, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình có thể tính toán ở đây thì hầu hết trừ 2 năm Covid thì cái ROE của P&J nói chung là khoảng 30%. Thì cái điều này được hôm trước là Phục có nói qua, để rất ít là doanh nghiệp trên sàn có thể có cái kết quả kinh doanh ROE mà khoảng 30%. Đặc biệt mình đánh giá rất là cao P&J, một điểm nữa là ROE rất là cao nhưng mà họ dùng cái đòn bẩy tài chính rất là thấp. Điều đó chứng tỏ là họ có cái tiềm năng, họ nếu mà họ muốn tăng cái ROE này cao nữa thì họ có thể dùng cái đòn bẩy tài chính và đẩy mạnh cái ROE này cao nữa. Nhưng mà hiện tại họ rất là ổn định, ổn trọng và an toàn mà lại ROE cao như thế này, thì mình thấy cái doanh nghiệp này rất là tốt. Ngoài ra tiếp theo là về dòng tiền. Dòng tiền thì các bạn có thể mình thấy là dòng tiền của P&J rất là khỏe. Nguyên nhân là chủ yếu là đến từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì là có lợi nhuận rất là lớn. Những cái năm mà P&J mà bị âm cái dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh này, chủ yếu là họ tăng cái hàng tồn kho, họ tăng rất là lớn. Cho nên mình thấy dòng tiền của P&J không có vấn đề gì cả. Tổng quan mình đã nói qua rất là nhiều về cái phần góc nhìn về báo cáo tài chính, cho nên là mình xin được bỏ qua phần này. Những cái này mình đã đều nói lần trước rồi, trong trong bài phát biểu vừa nãy rồi. Thì đánh giá chung thì theo mình thì doanh nghiệp này là doanh nghiệp rất là tốt, có lợi thế cạnh tranh cao, quản trị doanh nghiệp rất là tốt. Về mức định giá thì mình thấy là vì là mình làm bài này vào ngày 23 tháng 11, theo mình xem lúc đấy thì thấy PE và PP đều thấp hơn trung bình 5 năm và tiệm cận cái vùng giá lúc Covid, tức là từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020. Đối với mình thì mình đánh giá là mặc dù là nhiều người nói thì là như anh Tài của MWG thì có nói là hiện tại thì là sức mua đã bị giảm và ngành bán lẻ có gặp một số vấn đề. Thế nhưng mà hầu hết là mình nghĩ là đấy là vì MWG kinh doanh trong cái lĩnh vực là điện gia dụng hay là về cửa hàng bách hóa. Nhưng mà P&J thì vì họ là cái đối tượng khách hàng của họ là tầng lớp trung lưu và những người có tiền, cho nên thật ra là kinh tế khó khăn nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Đồng thời thì là trong cái xu hướng là về 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 hơi một chút là lạm phát thì có khi người ta lại còn đầu tư vàng nhiều hơn, cho nên là mình nghĩ là năm 2023 thì kết quả kinh doanh của P&J vẫn rất là khả quan. Và hôm trước có trao đổi với Phục thì cũng có nói là có thể kỳ vọng là tăng trưởng được khoảng 10% một năm, và vì là cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu rất là đều đặn, cho nên là mình thấy VNJ là một trong những cổ phiếu rất tốt để chúng ta có thể tham gia tích sản. Về mặt là dự phóng và lợi nhuận thì theo mình đánh giá thì là năm 2022 thì lợi nhuận sẽ tầm khoảng 2.000 tỷ, và PE trung bình nếu mà vốn hóa PE trung bình 5 năm thì mình xem là tầm khoảng 16,5, cho nên là giá trị cổ phiếu của VNJ hợp lý ở tầm khoảng 135.000 trên một cổ phiếu. So với ngày 23 tháng 11 thì nó hiện tại nó đã tăng, nó lên tầm khoảng 115.000 rồi.
Và trong cái điều kiện kinh tế hiện tại thì mình cũng không nghĩ là cổ phiếu P&J là quá hấp dẫn, nhưng mà tại vì cái mức chiết khấu của nó so với cả giá trị thực là không lớn so với nhiều cổ phiếu khác, nhưng mà mình đánh giá thì là cổ phiếu P&J là cổ phiếu ổn định và rất là tốt, phù hợp với cả tài sản. Đây là cái thông tin mình lấy từ trang web để tham khảo thêm về việc là PE và PBB và PP BP và PE của P&J trong 5 năm vừa rồi. Đến đây mình xin kết thúc cái bài trình bày về P&J ạ.